Trong liên minh, mỗi tướng đều sở hữu nguồn sức mạnh riêng, giá trị với từng trận đấu và bộ kỹ năng riêng biệt. Đương nhiên trong đó có không ít kỹ năng khiến ta phải nổi khùng nổi điên, khó chịu tột cùng khi dính trưởng, thậm chí đập bàn phím. Hôm nay mời các bạn cùng XTV khám phá 10 kỹ năng gây ức chế bậc nhất trong liên minh nhé! Một trong các kỹ năng hàng đầu là gây ức chế, ta không thể bỏ qua phi tiêu mù của Teemo. Nếu chiêu cuối bẫy độc gây kiểu ức chế 9 điểm khi đạp phải, thì hiệu ứng mù từ phi tiêu Teemo chắc chắn là 10. Điểm khó chịu chắc bạn không còn lạ lẫm khi ta sẽ không thể đánh thường chúng bất kỳ mục tiêu nào. Phàm chiêu chiêu thì chả nói, nhưng trong tình huống nước sôi lửa bỏng, lao lên dứt điểm kẻ địch bằng đòn đánh, xong bị mù, đánh miss liên tục thì thực sự ức chế. Nếu bị nằm xuống sau đấy nữa thì chắc chỉ có ấn nát chuột phải hay phím A mới hả giận. Khó chịu hơn khi đây là kỹ năng dạng chỉ định và gần như không thể né. Sau đó nên tránh xa con trồn này một chút nếu bạn là AD Carry hay các tướng đánh tay nhiều nhé. Không cần bàn cãi quá nhiều, đây chính là lý do khiến Blitzcrank bị ghét cực kỳ ở khắp các bậc rank. Bàn tay hỏa tiễn cho phép kéo một mục tiêu về phía bản thân và tầm tối đa cũng cực lớn, lên tới 1.115 đơn vị. Với các mục tiêu màu giấy, mỗi lần bị Blitz kéo thì khả năng mất tốc biến là cực cao. Dù có đồng đội xung quanh cũng khó mà cover. Không đơn giản là kéo mà sau đấy còn là chuỗi chiêu như đấm móc hay trường điện từ khiến ta chết lặng mà không thể làm gì. Đặc biệt với các tình huống rình rình núp núp bất ngờ, từ đâu một bàn tay phóng tới là thôi xong. Hay đơn giản, Blitzcrank bật W thôi cũng vô cùng áp lực và càng nhiều đồng đội của hắn ở quanh thì tỷ lệ sống sót của con mồi bị kéo càng thấp. Để chọn ra một kỹ năng có thể nói lên mọi thứ về Shaco, chắc chắn chiêu quy, lừa gạt sẽ được nhiều người nghĩ tới. Lừa gạt giúp Shaco dịch chuyển tới một vị trí trong tầm ở trạng thái tàng hình. Ở cấp tối đa, Shaco có thể tàng hình tới 3,5 giây và có thể đi dạo qua các bụi cỏ mà không bị phát hiện. Đa dụng là thế nên lừa gạt đặc biệt khó chịu. Khả năng dịch chuyển và tàng hình siêu lâu khiến việc bắt Shaco không hề đơn giản. Phải có máy quét, mắt kiểm soát, dồn Shaco vào chân tường và chờ hắn mất chiêu. Còn nếu không, sẽ từ đâu đấy, một con Shaco âm thầm luồn ra sau và cho bạn những phát đâm chí mạng. Cũng là một kỹ năng dạng kéo, nhưng E bắt giữ của Darius thực sự gây ám ảnh với mọi người chơi ở mọi khu vực đường. Bắt giữ giúp đại tướng Noxus kéo các mục tiêu theo hình nón theo hướng chỉ định tới gần mình và làm chậm 40% trong một giây. Nói về vận hành thì tầm chiêu E không quá lớn, nhưng với các tướng cận chiến, việc bị bắt giữ chả khác gì án tử. Bị Darius tiếp cận với xuất huyết cùng các kỹ năng sau đấy sẽ khiến kèo đấu dần ra khỏi tầm tay. Còn các tướng đánh xa mà bị kéo thì xác định bay màu. Ngoài ra, bắt giữ giúp Darius bỏ qua một lượng giáp của kẻ địch, khiến sát thương sau đấy. Mà đâu còn sau đấy nữa. Con tướng 200 năm, và có lẽ bạn đã quá quen với hình ảnh Cassante cân cả team địch, dứt điểm một vài tên và lùa phần còn lại chạy tóe khói. Ở dạng thường, Cassante chỉ là một chống chịu, nhưng khi quyết định chơi khô máu với đối phương, thì dù là anh ta chủ động tới tìm tôi hay ngược lại, kết cục có lẽ cũng không thay đổi quá nhiều. Chơi khô máu giúp Cassante chuyển dạng và bế kẻ địch theo hướng chỉ định hoặc qua tường, khiến chúng nhận thêm sát thương.
còn hiệu ứng chơi khô máu, ta có thể hiểu đơn giản là giảm phòng ngự, tăng sát thương và nâng cấp các kỹ năng cơ bản. Nhưng là giảm phòng ngự dữ chưa, khi Kassante vẫn cực kỳ trâu và phần việc còn lại chỉ là làm sao để combo mượt mà là có thể xong ngay combat. Tiếp tục danh sách, ta có Quy, khóa bóng tối của Morgana, chiêu thức làm nên tên tuổi của cô với khả năng trói chân mục tiêu. Tuy nhiên, khác biệt đến từ tầm hoạt động xa, hitbox lớn và cả thời gian trói lâu, thì có lẽ ta chợp mắt một giấc rồi vẫn đang bị trói. Thời gian trói khi mắc Quy đâu đấy khoảng 3 giây, và thử nghĩ xem trong 3 giây đấy, kẻ địch có thể làm gì mình rồi. Tiếp theo là hai kỹ năng cơ bản chỉ có làm chậm thôi, cơ mà là siêu chậm, mang tên lão hóa và bức tường đau đớn. Cả hai đều tương đối dễ kích, Nasus chỉ cần chỉ thẳng đầu, trong khi bức tường Karthus dài tới 1.200 đơn vị ở tầm tối đa, cực kỳ dài và có thể làm chậm nhiều mục tiêu. Còn đương nhiên, tác dụng nổi bật vẫn là làm chậm tối đa, với lão hóa là 95%, còn bức tường đau đớn là 80%. Vậy khác gì bị trói đâu nào? Và thực sự khi trúng chiêu, ta sẽ phải lê lết cực kỳ khổ sở. Và dù có kỹ năng qua tường cũng không dễ chạy thoát, đặc biệt ở các khu vực trống trải. Còn sau khi bị làm chậm, ta ăn thêm bao nhiêu chiêu nữa thì có trời mới biết. Ai thường chơi các chất tướng đấu sĩ và carry có lẽ sẽ ghét cay ghét đắng khi bị hóa cốc từ W biến hóa của Lulu. Đang hừng hực khí thế lao vào dứt điểm kẻ địch, mở giao tranh, highlight hai liếc thì bụp, ta chẳng còn có thể làm gì ngoài nhảy như một con cốc hay một sinh vật nào đấy mà có lẽ ta cũng chẳng quan tâm. Còn nhiều thứ khó chịu khác, nhưng danh sách hôm nay sẽ kết thúc bằng một kỹ năng khiến ta nghi ngờ nhân sinh. Liệu có nên đánh nó không? Và đó chính là thế thủ của Rammus. Không mang theo khống chế mà chiêu W cho TT giáp kháng phép và đặc biệt là khả năng phản lại sát thương khi kết hợp với nội tại và E. Chẳng cần phải né hay nghĩ cách để gây sát thương tối ưu, việc Rammus cần làm chỉ là tiếp cận đối phương, bật W cho địch đánh mình và chờ chúng tự lăn đùng ra mà thôi. Đặc biệt với các xạ thủ và tướng vật lý, đánh thường càng nhiều thì phản đam càng lớn. Và sẽ tới lúc Rammus phi đến và nói: "Đánh tao đê!" với W và giáp gai sẵn sàng. Vậy còn bạn, chiêu thức nào trong liên minh khiến bạn ức chế nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!